Hello, chào 500 anh em đã đến với kênh của mình nhỉ. Thì hôm nay mình sẽ nói về đầm mèo nha. Mèo nha mọi người, mèo cao không? Đẹp, mèo đẹp lắm anh em ạ. Ok nha. Thì mình là đi làm về là 2 giờ sáng mình mới về. Chung cư Q5. Thấy một chú mèo đẹp lắm anh em ạ. Rất đẹp luôn. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu mua mèo thì inbox mình nhé. 5 triệu con. Strong, thế nó mới bướng. Ủa này, mua đầu. Hot. À, quay video luôn. Chào anh em nha. Ra kêu to quá nhỉ. Chào anh em nha. Chào anh em. Chào anh em nha. Đây cái chủ đề gì? Chào 500 anh em nha. Lâu anh em thấy cái kênh của mình. Chào anh em. Lâu anh em nha. Đẹp đấy. Nét nhỉ. Đẹp à. Mày nói thì cứ lắc. Bảo mì rồi. Mưa rồi bảo mì em cảm ơn. Để nha không gì ra. Để làm gì ra. Không biết. Không biết chủ đề gì này nhỉ. Ok, tí nữa video sau sẽ nói với bác Tân. Mẹ là vai. Chào 500 anh em, đây là kênh của mình. Chào anh em nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình.
anh em nhớ subscribe nha. Hẹn gặp anh em vào video lần sau.